vì sao Tô Lâm phải chấp nhận quay xe, không cải cách thể chế để mà giữ ghế. Đánh giá chung của giới phân tích về tình hình chính trường Việt Nam cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là người thực dụng, không quan tâm về vấn đề học thuyết cũng như lý luận. Điều đó đã khiến cho số đông người Việt cũng như giới quan sát đều rất hy vọng và mong mỏi ông Tô Lâm sẽ tiến hành cuộc cải cách thể chế chính trị tại Việt Nam. Cụ thể là từ bỏ con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì trong suốt hơn 90 năm qua. Tuy nhiên, những hy vọng vừa kể trên chắc chắn là không có căn cứ và không bao giờ trở thành hiện thực. Bởi đây là điều cấm kỵ và hết sức nhạy cảm mà bất kỳ giới chức lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng nào muốn cũng chỉ dám nghĩ chứ không thể nói ra. Những bài học đối với Trần Độ, Trần Xuân Bách trong quá khứ đã chứng minh điều đó. Việc cải cách thể chế sẽ đi ngược lại duy trì chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thể chế chính trị hiện nay đã và đang mang lại rất nhiều đặc quyền, đặc lợi cho giới chức lãnh đạo cấp cao của Đảng. Không ai tự mang nồi cơm của họ và gia đình họ hất xuống đất cả. Tuyên bố gần đây của Tổng Bí thư Tô Lâm nói rằng thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, hay cải cách để đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới đã làm cho công luận hồ hởi, phấn khởi hơn và người ta càng tin rằng ông Tô Lâm sẽ là một Gorbachev của Việt Nam để tiến hành đổi mới toàn diện, kể cả cải cách chính trị. Tô Lâm đề nghị cải cách thể chế nhưng ông không nói rõ điểm nghẽn của thể chế ấy là gì. Theo định nghĩa trong khoa học chính trị, thể chế là hệ thống gồm các nguyên tắc, quy định, các luật lệ để định hướng sự phát triển của một tổ chức hay một nhà nước ở những lĩnh vực nhất định trong xã hội. Nhưng ông Tô Lâm không đủ can đảm hay do quá khéo léo nên không dám nói thẳng ra. Bởi hơn ai hết, ông Tô Lâm là chùm mật vụ của Việt Nam cũng thừa hiểu. Việc đặt vấn đề cải cách thể chế chính trị là điều chứa đựng rất nhiều các nguy cơ tiềm ẩn. Điều đó chắc chắn sẽ châm ngòi cho sự phản đối của một bộ phận, các lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Đó là bộ phận trung thành với ông cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn luôn kiên định các học thuyết Marx-Lenin và vấn đề chủ nghĩa xã hội đã ra sức bảo vệ nó. Đến nay, sau một loạt đòn từ phe chống đối do Đại tướng Lương Cường dẫn đầu, Tổng Bí thư Tô Lâm đã sớm nhận ra và bắt đầu run sợ. Theo giới quan sát, những tuyên bố long trời lở đất của ông Tô Lâm bị đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng cho rằng đã vượt quá giới hạn cho phép. Đây là lý do khiến ông Tổng Bí thư Tô Lâm buộc phải thoái lui. Trong hội nghị Trung ương lần thứ 10 từ ngày 18 đến 20 tháng 9, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tham gia lễ kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong bài nói chuyện tại hội nghị, ông Tô Lâm bất ngờ nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới. Điều đó đã cho thấy những tuyên bố về việc đổi mới và cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang rơi vào bế tắc. Và ông Tô Lâm đang có biểu hiện quay xe để giữ ghế. Đây cũng là lý do ông Tô Lâm bị đánh giá là có kinh nghiệm lãnh đạo quá mỏng, không có khả năng lường hết mọi vấn đề. Đảng Cộng sản Việt Nam có cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề phức tạp, hết sức nhạy cảm. Các tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn nhấn mạnh cam kết duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa để tiếp tục giữ vững chế độ độc đảng toàn trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tô Lâm phải chấp nhận quay xe, không cải cách thể chế để mà giữ ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao vẫn chưa thể bắt giam vợ chồng 7 phút như đồn đoán? Gần đây trên mạng xã hội lại nổi lên các đồn đoán về việc cựu chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, việc khởi tố bắt giam ông Phúc có ảnh hưởng đến hệ thống chính trị của cả chế độ này. Trong khi đó, cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ ông Mai Tiến Dũng, người bị xét xử với tội danh nhận hối lộ 200 triệu đồng trong đại án Sài Gòn Đại Ninh liên quan đến các sai phạm đất đai ở tỉnh Lâm Đồng, đã khai với cơ quan điều tra rằng ông được lãnh đạo chính phủ giao chỉ thị yêu cầu giải quyết theo đơn thư của công ty Sài Gòn Đại Ninh. Điều đó đã khiến ông Dũng không còn cách nào khác đành phải ký phê duyệt. Cho dù ông Mai Tiến Dũng khai với cơ quan điều tra như kể trên,
nhưng không nói rõ lãnh đạo chính phủ đưa ra yêu cầu đó là ai. Nhưng trong giai đoạn xảy ra vụ án, cấp trên cao nhất của ông Dũng chính là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên báo chí nhà nước công khai việc ông Mai Tiến Dũng không tự ý phê duyệt mà có nhận chỉ đạo của cấp trên. Việc báo chí nhà nước công khai vụ việc kể trên có liên quan gì đến cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay không đang là câu hỏi được dư luận đặt ra và mong muốn có câu trả lời sớm nhất. Trước đây chưa lâu, nguồn tin nội bộ đã cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân là bà Trần Thị Nguyệt Thu sắp tới có thể bị khởi tố tội danh nhận hối lộ và rửa tiền cho chùm Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trên mạng xã hội cũng có rất nhiều ý kiến khẳng định cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thể sẽ không được hưởng ưu đãi bất khả xâm phạm như các tứ trụ đã hạ cánh an toàn trong thời gian trước đây. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, những biểu hiện gần đây đã cho thấy cơ quan điều tra của Bộ Công an đang gấp rút củng cố, bổ sung thêm các chứng cứ để có thể quyết định khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân trong thời gian sớm nhất. Ngay sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nắm được chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, thì dường như lập tức đã có những tin đồn đoán của giới thạo tin cho hay mối quan hệ bằng mặt và không bằng lòng giữa ông Bảy Phúc và lực lượng an ninh tình báo của Bộ Công an mà ông Tô Lâm đóng vai trò chính đã lên đến đỉnh điểm. Theo đó, tướng Nguyễn Văn Hưởng, thủ trưởng cũ của ông Tô Lâm đã từng là thề bắt bằng được Nguyễn Xuân Phúc. Điều đó vừa để trên cho thấy có liên quan đến vụ án đại tá Nguyễn Duy Linh là con trai của thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng đã bị ông Bảy Phúc chỉ đạo tướng Trần Văn Vệ xử lý bắt giam cho bằng được. Đầu năm 2023, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc phải thôi chức vì liên quan đến đồn đoán cho rằng vợ của ông là trùm cuối của đại án Việt Á. Tuy nhiên, vào lúc đó, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ bị mất chức chứ không bị truy tố trách nhiệm hình sự. Điều này càng cho thấy các nhân vật lãnh đạo tứ trụ là vùng cấm bất khả xâm phạm và luật pháp không được phép đụng chạm tới. Tuy nhiên, cũng có các đánh giá cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tìm mọi cách để đem ông Nguyễn Xuân Phúc ra xét xử, không chỉ để rửa hận cho tướng Hưởng mà mục đích là để dằn mặt tất cả những lãnh đạo khác trong đảng, kể cả các lãnh đạo thuộc hàng tứ trụ. Đây là điều hoàn toàn không dễ dàng với ông Tô Lâm, nhất là tại thời điểm hiện nay khi ông đã và đang phải đối mặt với sự phản kháng từ các cá nhân và phe nhóm trong Đảng Cộng sản. Có lẽ đây là lý do việc khởi tố bắt giam ông Nguyễn Xuân Phúc không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn thế nữa, nếu xử lý cả ông Phúc và phu nhân thì sẽ là một cơn địa chấn mà chính trường Việt Nam chưa thể chấp nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao vẫn chưa thể bắt giam vợ chồng Bảy Phúc như đồn đoán. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de